Hôm nay chúng ta sẽ nói về những ảnh hưởng tiêu cực của việc thừa cân tới sức khỏe. Cụ thể hơn là tại sao việc tích tụ quá nhiều mỡ thừa ở vùng bụng lại khiến bạn dễ mắc các bệnh nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và mạng sống của bản thân. Câu hỏi đầu tiên là, làm sao để biết bản thân đang béo bụng? Dĩ nhiên nếu bụng bạn quá to, thì khi nhìn vào là bạn biết rằng bản thân đang bị béo bụng. Hoặc nếu bạn đang thắc mắc, muốn kiểm tra bản thân có béo bụng không, thì cứ dựa vào tỷ lệ WSA, tỷ lệ giữa vòng eo và hông. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, trong nghiên cứu năm 2001 thì với nữ tỷ lệ WSA trên 0.85 là béo bụng, và với nam tỷ lệ này trên 0.9. Ví dụ như bạn là nữ tầm 35 tuổi, vòng eo là 77cm, hông 85cm, tính ra là 0.9. Vậy phần trăm cao là béo bụng rồi đấy. Và khi nói đến béo bụng là chúng ta đang nói đến chất béo nội tạng. Visceral fat, đây là một loại chất béo nằm sâu trong thành bụng và bao quanh các cơ quan của bạn bao gồm gan, ruột, thận, dạ dày, vân vân. Ngoài việc dự trữ năng lượng thì chất béo nội tạng còn hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, làm ảnh hưởng đến nhiều quá trình sinh hóa trong cơ thể. Nên việc tích tụ quá nhiều chất béo hoạt động này mới khiến cơ thể bị rối loạn các chức năng. Thường thấy nhất là việc tích tụ mỡ bụng dễ gây viêm trên toàn cơ thể. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài này có tác động xấu tới mô và cơ quan, cũng như làm thu hẹp mạch máu của bạn. Nó sẽ gây tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Vì chất béo nội tạng khiến bạn dễ bị tăng huyết áp, tăng mỡ máu, tăng cholesterol LDL và VLDL xấu, khiến mạch máu bị xơ cứng, vân vân. Chưa kể phần chất béo này tập trung nhiều ở vùng bụng sẽ khiến bạn dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như tiêu hóa kém, trào ngược dạ dày, sỏi mật, ung thư trực tràng. Và khi nói đến thừa cân béo phì thì chúng ta phải nói đến kháng insulin. Do chất béo trong mỡ nội tạng tiết ra khiến cho các loại protein liên kết với retinol tăng nguy cơ tích trữ chất béo, cũng như là bệnh tiểu đường loại 2. Những việc này sẽ làm hại đến lá gan của bạn, cơ quan chính chịu trách nhiệm giải độc và tham gia vào nhiều quá trình sinh hóa của cơ thể. Nó có thể gây tổn thương gan, gây sẹo, suy gan, gan nhiễm mỡ, vân vân. Nhìn rộng ra bạn sẽ thấy khi bụng mình quá lớn, nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ, xương, khớp, cơ quan sinh sản, hô hấp và cả sức khỏe tinh thần của bạn. Mình nói thật, nếu bạn còn trẻ và bạn có một cái bụng to tướng thì thường bạn không thấy nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ cần bạn duy trì cân nặng này vài năm sau thôi là thấy ngay sức khỏe đi xuống và các căn bệnh ùn kéo đến. Video này làm ra chủ yếu để giải thích khái quát cho bạn hiểu được những tác động tiêu cực của việc tích tụ quá nhiều mỡ nội tạng trong cơ thể, cũng như tạo thêm động lực để các bạn giảm cân giảm mỡ, cải thiện sức khỏe. Chỉ cần bạn chịu ăn kiêng, chịu vận động, chịu thay đổi lối sống, thì chắc chắn là chất béo nội tạng sẽ giảm, và tự bạn sẽ thấy sức khỏe của mình ngày càng đi lên. Mong rằng bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích. Ok, nếu bạn thấy video hay thì like, thì chia sẻ và đăng ký giúp mình. Bye bye guys.